Yvan Jablonka đối với tôi, ông là một trong những cái đại diện phải nói là quan trọng nhất cho cái thế hệ tác giả người Pháp và đại diện cho một cái dòng văn học nó gọi là tiểu thuyết không hư cấu, và nó cũng giống như là một cái dòng viết văn sử triết đương đại mà bất phân. Bởi vì bản thân anh vừa là một nhà nghiên cứu sử học cũng vừa là một nhà văn, thì anh đã dùng chất liệu từ cuộc đời mình, từ gia đình mình, và cụ thể trong cuốn sách là từ ông bà nội của mình, và anh cũng dùng cả những cái sự kiện của cái đời sống xã hội Pháp trong thế kỷ 20 và thế kỷ 21, và anh đưa những cái sự kiện đấy vào cả hai lĩnh vực của mình, đó là nghiên cứu lịch sử và viết văn. Đi tìm vết tích của ông bà nội mình là những người cộng sản Do Thái Ba Lan bị diệt chủng vào năm 1943, hay là đưa vào cuốn sách của mình một cô thiếu nữ 18 tuổi bị băm vằm và giấu xác vào năm 2011, thì Jablonka đều sử dụng những phương pháp của một nhà nghiên cứu, đó là điều tra, đó là phỏng vấn, đó là tra cứu lưu trữ của ngành sử học, vân vân. Thì qua những dữ kiện đó, nhà văn đã biến câu chuyện của những người vô danh, những người nhỏ mọn thành những cái tác phẩm mà pha trộn của thể loại, ví dụ như điều tra, trinh thám, ký lịch sử hay là tiểu luận chính trị và xã hội, bằng một cái giọng văn tinh tế, cảm thương, nhân ái và trắc ẩn. Cũng giống như những nhà văn như là Jean Genet, Truman Capote, Michel Foucault hay là Emmanuel Carrère, làm nên những cái cuốn tiểu thuyết hiện thực từ những cái tin tức giật gân hay là gây chấn động dư luận. Thì những nhà văn này chọn chỗ đứng của kẻ ác, của kẻ ăn mồi để viết, còn Jablonka thì chọn vị trí của con mồi, của những người bị ám hại để phân tích. Văn chương của Jablonka đối với tôi là một thứ văn chương tài liệu, là một thứ văn sử chết bất phân, và có thể coi đấy là văn chương cứu thế của thế kỷ 21. Tôi tìm đến cuốn sách của Ivan Jablonka này rất là tình cờ, sau khi tôi làm xong một luận án tiến sĩ về ngành sử học. Cũng rất may là vì lúc đấy đã làm xong luận án rồi, cho nên cuốn sách của Ivan Jablonka đến với tôi, và tôi đã đọc nó như là một độc giả chứ không phải là như một nhà nghiên cứu, cho nên cái tâm thế khi tôi bước vào cuốn sách này rất khác. Chính vì nhờ cái tâm thế này nên là đọc nó đã tạo ra rất là nhiều cảm xúc. Ít khi tôi đọc một cuốn sách mà có thể làm cho tôi khóc, bởi vì lúc đấy là đọc luôn luôn ở trong cái tâm thế là của một người đi làm nghiên cứu để mổ xẻ bóc tách. Còn câu chuyện của Ivan Jablonka kể về ông bà nội mình thì thực sự là tôi có những đoạn là tôi đã khóc thật sự, vừa đọc trên giường và vừa rơi lệ. Và đấy là một cái cảm giác của một cái hiệu ứng rất là đặc biệt đối với tôi. Và khi tôi đọc xong cái cuốn sách này thì tôi nghĩ ngay trong đầu là mình sẽ phải nói, kể cho một người bạn cũng là người viết văn, cũng là người biên tập sách. Và tôi nhắn với anh là nhất định nhà xuất bản của anh là nhà xuất bản trẻ phải dịch cuốn này ra.